Con nghe các sư giảng chánh niệm tỉnh giác miên mật thì đến một lúc trí tuệ sẽ phát sinh, là trí tu chứ không phải trí văn trí tư. Xin sư cho con một vài ví dụ trí tuệ phát sinh khi chánh niệm miên mật một thời gian. Nó thuộc về kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm là cái mình không diệt tả được. Cho những ai chưa biết, sẽ lấy ví dụ ví dụ như buổi sáng sư ăn một miếng xoài, thì cái kinh nghiệm của miếng xoài đó xin lỗi quý vị, kinh nghiệm ăn miếng xoài đó thì chỉ có sư là người ăn và sư kinh nghiệm được. Và sư có nói thì sư chỉ có thể nói với người khác là miếng xoài này nó ngọt. Thì những người ăn cái miếng xoài đã từng ăn xoài rồi thì họ sẽ biết cái vị ngọt của xoài nó như thế nào. Mà xin thưa là ngay cả cái vị ngọt của xoài ấy, thì cái ngọt của xoài này nó cũng không giống xoài kia, nó nhiều cái loại xoài lắm đó. Thì chỉ có người ăn mới kinh nghiệm được cái đó thôi, chứ còn làm sao mình diễn tả cái vị nó một cách chính xác cho một người thậm chí họ chưa ăn xoài bao giờ. Thì việc hành thiền cũng vậy, cái kinh nghiệm do cái trí để mình thấy các vấn đề thì nó thuộc về cái trí tu, tức là cái kinh nghiệm thực chứng và mình thấy nó được bằng trí tuệ. Cái đó thì làm sao để diễn tả cho quý vị khi quý vị không thực hành? Không thực hành nhớ, sư thích một câu ở Phật giáo Phát Triển, có một câu rất là hay, đó là gì? Bàn thiền tợ thánh, trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Tức là nói thiền thì hay lắm, nói như ông thánh vậy đó, mà gặp cảnh là như một kẻ ngu. Dầu ở cửa không, tức là ở chùa, ở cảnh thiền mà chưa có thể vô ngã. Thì tức là đôi khi chúng ta bàn thiền bàn rất là nhiều nhưng mà tu thì không chịu tu. Còn nếu như quý vị muốn biết các cái tuệ mà nó sẽ có khi mà quý vị thực hành thiền tứ niệm xứ, thì quý vị có thể tham khảo các cái như là 16 cái thiền tuệ, gọi là 16 thiền tuệ thì nó nghe nó kỳ, nhưng mà đây là 16 cái kinh nghiệm cái tuệ quý vị sẽ trải qua khi mà quý vị thực hành. Và nhớ giùm đó không phải là một sở chứng sở đắc gì cả như một số người hiểu nhầm. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.